Đây là một tấm gieo đạn đạo dày 15 cm. Khi người ta đặt nó lên trên bàn, rồi bắn một dòng nước xuyên qua, trong phút chốc sẽ để ở giữa một vệt dài màu trắng. Hoặc như cái đe thép khổng lồ này, dùng tia nước để cắt trong khoảng gần 40 phút thì nó sẽ lập tức bị chia làm đôi. Vậy tại sao tia nước này lại có sức mạnh lớn đến như vậy? Hãy cùng Hitech Amazing đi tìm hiểu trong video này nhé! Để giải thích cho câu hỏi tại sao tia nước lại có sức mạnh lớn đến như vậy, thì có hai yếu tố tạo nên sức mạnh đó. Thứ nhất là áp suất của tia nước bắn ra cực lớn. Máy cắt tia nước sử dụng trong thí nghiệm trên, trung bình sinh ra một áp suất lên đến 60.000 PSI. Nó tương đương khoảng 4.218 kg trên 1 cm vuông. Mà để giữ được áp suất của vòi phun ổn định thì người ta phải sử dụng đến bình tích áp cùng với một máy bơm tăng áp có công suất 50 mã lực. Sau đó thông qua một ống dẫn có đường kính nhỏ, bắn ra một tia nước có tốc độ đạt Mach 3, tức là nhanh gấp 3 lần vận tốc của âm thanh. Yếu tố thứ hai là do nguyên liệu. Trong tia nước áp suất cao bắn ra, không chỉ có nước mà còn hòa lẫn cả những hạt mài siêu nhỏ, chúng sẽ được thêm vào cái phễu lớn này. Nước và những hạt mài này đi theo đường ống đến đầu của vòi phun. Ở đây chúng sẽ được trộn lại với nhau theo tỷ lệ nhất định, tùy thuộc vào thông số mà chúng ta điều khiển trên máy tính. Các thông số này lại khác nhau tùy thuộc vào độ dày hay loại vật liệu mà chúng ta cắt. Đồng thời để tránh hiện tượng mài mòn thì đầu của vòi phun thường được làm bằng những loại vật liệu siêu cứng, ví dụ như vonfram hay kim loại cứng nhất thế giới là chrome. Đây là một máy cắt tia nước cỡ nhỏ, kích thước của nó chắc chỉ nhỉnh hơn một chiếc máy in một chút, nhưng nó có thể dùng trong mọi nhà xưởng. Chiếc máy này có thể cắt nhiều loại vật liệu khác nhau như kim loại, thủy tinh, nhựa, thậm chí là các loại gạch ngói. Áp suất tia nước tại đầu vòi phun của chiếc máy này lên đến 340 atm. Thiết bị này có áp suất hoạt động lên đến 6.396 atm. Tốc độ của tia nước bắn ra vượt Mach 3, tức khoảng 3.704 km/h. Nó có thể cắt các loại vật liệu như thép, gỗ và carbon. Máy cắt tia nước áp suất siêu cao này cắt xuyên qua vật liệu với mọi hình dáng và độ dày. Mỗi mảnh được cắt với độ chính xác cực cao. Đây là cỗ máy hoàn hảo để cắt mọi loại vật liệu trong công nghiệp. Nó có thể cắt kim loại, bọt xốp và đá. Tia nước 50 này có thể cắt một cánh tua bin từ tấm nhôm dày 10 mm. Vết cắt bởi tia nước bắn ra từ máy này chỉ mỏng như cây kim và sản phẩm sau khi được cắt thì hiếm khi phải cần hoàn thiện thêm.